Hello, bonjour, bonjour. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Chi Chu YouTube Channel. Mình là Phương Chi Chu, hiện tại thì mình đang sống tại châu Âu và làm việc trong ngành thời trang. Nếu bạn thích thời trang và luôn tò mò về cuộc sống châu Âu thì hãy đăng ký kênh của mình ngay nhá. Thì cái video này chắc là sẽ nhiều bạn nam cảm thấy thích thú hơn là các bạn nữ, nhưng mà các bạn nữ cũng nên theo dõi cái video clip này nhá. Bởi vì thực sự ra là Lorenzo Jerry thì cũng là một cái người mẫu người đàn ông mà thực sự là đáng ngưỡng mộ của nhiều cô gái đấy. Thì tôi quyết định làm video về Jerry Lorenzo ấy bởi vì là cái thương hiệu Film Gold ấy không phải là một cái thương hiệu mà được quá nhiều người biết đến. Tuy nhiên là trong cái giới streetwear ấy thì có thể nói là fan hâm mộ của Jerry Lorenzo thì cứ gọi là đông như quân nguyên. Thế nhưng mà cái thương hiệu này nó chỉ dừng lại ở một cái thương hiệu niche luxury mà thôi, chứ không phải là một cái thương hiệu phổ biến cho phần đông người tiêu dùng. Một cái lý do nữa làm video này ấy bởi vì là chị Thu rất là mê dai. Mà cái anh Jerry Lorenzo này thì kiểu rất là siêu manly. Mà kể cả cái style của cái thương hiệu này thì cũng rất là sporty nhưng mà vẫn là chất chơi ấy. Ok, những cái thông tin cơ bản về thương hiệu này thì chắc chắn là những cái tín đồ của thương hiệu này đã rất rõ rồi đúng không? Tuy nhiên là cho Thi Thu xin phép được điểm qua lại những cái thông tin chính về Fear of God cho những cái bạn mà chưa biết về thương hiệu này được nắm rõ hơn nhá. Thương hiệu Fear of God được ra đời năm 2012 do Jerry Lorenzo sáng lập. Jerry Lorenzo sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao, có cha là huấn luyện viên của MLB. Ngay từ khi còn nhỏ thì Jerry Lorenzo đã xác định con đường thể thao của mình. Thế nhưng chả hiểu thế nào mà Jerry Lorenzo lại gắn bó với nghiệp thời trang. Anh bắt đầu làm quen với thời trang từ thời đi học và làm việc part-time cho Gap và Diesel. Chính những ngày làm việc trong lĩnh vực bán lẻ là những kinh nghiệm quý giá mà Lorenzo đã thu nhận được. Nói thật là những cái ngành retail ấy, cái ngành công nghiệp bán lẻ ấy, là một cái ngành mà có thể nói là một cái ngành formateur, tức là nó dạy cho mình rất nhiều thứ. Cái việc mà giao tiếp trực tiếp với cả khách hàng trên floor bán hàng ấy, nó dạy cho các bạn rất nhiều các kỹ năng. Nếu như các bạn quan tâm thì mình có thể làm một chuỗi những video về những cái ngành nghề trong ngành thời trang. Các bạn đừng quên comment ở bên dưới cho mình biết nhá. Từng có thời gian dài làm party promoter tại các cái club và hộp đêm tại New York thì Jerry Lorenzo luôn tin rằng là Los Angeles mới là một cái mảnh đất màu mỡ và đầy tiềm năng. Cho đến năm 2008 thì anh quyết định chuyển hẳn về sống tại cái mảnh đất này. À mà các bạn có biết party promoter nghĩa là gì không? Đối với các bạn chưa biết thì ở nước ngoài cái nghề mà party promoter là một cái nghề khá là phổ biến trong giới trẻ. Bật mí với các bạn là ngày xưa chị Thu cũng có từng có một thời gian rất là siêu ngắn làm party promoter. Thực ra là ham quẩy, ham vui thì làm thôi chứ cũng không chịu nổi áp lực nên chỉ có làm được 3 tuần là nghỉ khỏe rồi. Nói nôm na ấy, nó là một cái nghề mà giống kiểu như là PR, truyền thông xong rồi kêu gọi các bạn đi quẩy vào một cái hộp đêm nào đó hoặc là club nào đó mà các bạn làm việc cho ấy. Thì club hoặc là quán bar càng đông khách ấy, thì các bạn càng gọi được nhiều người đến quẩy cái đêm hôm đấy ấy, thì các bạn lại càng có nhiều tiền. Thì đơn giản nôm na nó là như vậy thôi. Nói chung đây là một cái nghề khá là thú vị nhưng mà nó rất là nhiều áp lực. Tuy là vất vả như thế nhưng mà cái nghề này nó lại mang lại khá nhiều là kinh nghiệm sống, những cái mối quan hệ, đặc biệt là những mối quan hệ ở trong cái giới underground. Thì tôi sẽ bật mí ở đoạn cuối của video này những cái ảnh hưởng của cái nghề party promoter ấy đối với những cái thành công của Jerry Lorenzo. Bạn nào mà đã xem đến tận cái giờ phút này rồi thì nhớ comment ở phía bên dưới cho Chi Thu biết là các bạn đang xem video của Chi Thu nhá. Bởi vì nhiều khi toàn tính view mà không biết là ai đang xem cái video của mình hết ấy. Rồi quay trở lại với thời trang, quay trở lại với Jerry Lorenzo ấy, thì Jerry Lorenzo chưa bao giờ qua một cái trường lớp nào về thời trang. Mà thật ra thì anh cũng không bao giờ muốn nhận mình là designer để dành cái sự trân trọng của bản thân mình dành cho những cái nhà thiết kế mà anh yêu thích như là Ralph Simon hay là Rick Owens, Ralph Lauren. Jerry Lorenzo ấy thì tự nhận rằng là mình bán câu chuyện thời trang, bán lối sống nhiều hơn là bán sản phẩm và những thiết kế thời trang. Thì đó cũng chính là một trong những cái sự khác biệt mà làm nên thành công của anh. Nói về thương hiệu Fear of God ấy, chỉ là một cái thương hiệu mà mới thành lập được 8 năm. Có thể nói là còn quá non trẻ đứng cạnh với những cái thương hiệu luxury khác. Thời điểm bùng nổ của Fear of God là vào năm 2015. Thì nó cũng chính là cái thời điểm mà streetwear đang phát triển mạnh mẽ nhất. Lúc đó thì studio của Fear of God mới chỉ có 4 người làm việc mà thôi. Mới đây nhất thì cuối năm 2019, Leatitia Lothe, giám đốc phát triển kinh doanh cũ của thương hiệu Comme des Garçons, đã đầu quân về làm việc cho Fear of God. Đây cũng chính là một cái bước ngoặt đánh dấu cho cái đế chế của Jerry Lorenzo. Nói qua một chút về Leatitia thì có một cái background khá là giống với Jerry Lorenzo, thì cũng đi lên từ một chuyên viên bán lẻ. Bạn Leatitia này thì cũng học cùng trường đại học với Chi Thu, ít tuổi hơn mình nhưng mà lại học trên mình một lớp, kiểu đúng kiểu con nhà người ta ấy. Leatitia thì cũng là một cái gương mặt khá là đình đám của street style trong mỗi mùa Fashion Week.
giai đoạn 2012-2016. Thành công của Fear of God phải kể đến một cái nhân vật cực kỳ quan trọng, đó chính là Kanye West. Trong một bài phỏng vấn của mình thì Jerry Lorenzo đã khẳng định rằng là chính Jesus Works là một cái điều tuyệt vời nhất đưa Lorenzo đến với thành công ngày hôm nay. Kể lại những cái cột mốc thành công của mình thì Jerry Lorenzo đã đề cập đến việc mà Kanye West mặc những cái thiết kế của anh trên những cái show diễn của mình, và việc Kanye West đã mời Jerry Lorenzo về hợp tác làm việc với những cái dự án ví dụ như là APC hay là những cái dự án khác xung quanh Jesus Tour Merchandising và Easy Season 1. Và không thể không kể tên một nhân vật khác, một ngôi sao ca nhạc khác, đó chính là Justin Bieber. Có thể coi Justin Bieber là một trong những cái đại sứ tự nguyện của thương hiệu Fear of God. Và cũng phải cảm ơn cái tổng hội đạo nhái đã giúp cho cái tên Fear of God ngày một bay cao, bay xa hơn. Có thể nói thành công của Fear of God đến từ chính người sáng lập ra thương hiệu. Chính cái lối sống là sự pha trộn của sport, nightlife, cool attitude đã làm nên cái hình ảnh đầy mơ ước của Jerry Lorenzo đối với giới trẻ. Nhắc lại chuyện làm party promoter ấy, thì chính cái việc mà thường xuyên tiếp xúc với giới trẻ đã giúp cho Jerry Lorenzo hiểu được cái sự thiếu thốn và cái sự mong chờ từ giới trẻ đối với thời trang. Ngoài ra thì chính những cái mối quan hệ trong thế giới nightclub ấy, không biết là ở Việt Nam thì có thế không nhá, nhưng mà ở nước ngoài ấy, thì nói chung là người dân khá là ham chơi. Dù ở bất kỳ cái độ tuổi nào ấy thì phần đông đa số cũng thích kiểu như là club bar với cả quẩy này kia ấy. Thế cho nên là một cái người mà nắm trong tay những cái kiểu như là những cái bữa tiệc mà sang chảnh rồi những cái bữa tiệc mà hay ho ấy, thì thực sự là một cái điều mà rất là hot hit luôn. Thì chính cái việc mà nắm trong tay cái danh sách những cái best party in town ấy, thì cũng làm cho Jerry Lorenzo trở thành một người được theo đuổi kiểu siêu hot ấy. Ngoài ra thì phải kể đến cái gu ăn mặc, cái style của cái anh trai này siêu manly đi. Thì cái thời điểm 2012-2013 ấy, thì gương mặt của anh trai này cứ gọi là phủ sóng hầu hết tất cả các cái hàng ghế đầu của các cái show diễn trong các cái kỳ Fashion Week. Ở cái thời điểm đấy thì Jerry Lorenzo trở thành một cái gương mặt mà được các cái nhiếp ảnh gia săn đón nhiều nhất. Có thể nói là dù thế nào đi chăng nữa ấy, thì về mặt hình ảnh ấy thì Paris Fashion Week ấy vẫn giữ một cái vị trí dẫn đầu và tiên quyết trong cái việc xây dựng hình ảnh cá nhân. Không biết là các bạn có muốn Chi Thu làm một chuỗi những cái video kể về Paris Fashion Week và những cái điều bí mật đằng sau cái sự kiện này không? Nếu mà có thì comment ở phía bên dưới cho Chi Thu biết nhá. Nói chung là hứa thật nhiều thì thất hứa cũng tương đối, nhưng mà Chi Thu sẽ cố gắng hết sức để có thể làm được những cái video mà các bạn yêu cầu. Dần dần thực ra là cũng phải có thời gian cho Chi Thu nữa, còn đi làm việc kiếm tiền nữa mọi người ạ, chứ cũng không thể nào mà ở nhà làm mỗi video không đâu á. Lời kết dành cho Fear of God thì thành công đến từ chính những trải nghiệm với những lối sống siêu chất cộng với cả phong cách thời trang đẳng cấp thì đã làm nên một cái tượng đài Fear of God ngày hôm nay. Video của mình cũng kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận giờ phút này. Không biết là còn bao nhiêu người xem nữa, nhưng mà nếu xem đến đây thì lại comment cho mình biết nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hy vọng gặp lại các bạn trong những cái video sắp tới. Bisous bisous.